Một khi trúng phải loại độc triền hương ti này, độc tính của nó sẽ thông qua mạch máu từ từ lan rộng khắp toàn thân. Trong vòng một thời thần, nếu người trúng độc là thường nhân, vậy thì còn may, cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Nhưng đối với người luyện võ lại là uy hiếp chí mạng. Người trúng độc trong lúc này không được vọng động nội gia chân khí bên trong, nếu không sẽ làm cho độc tính phát tác còn nhanh hơn, làm cho huyết dịch trong thân thể nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi. Mà sau khi trúng độc một khoảng thời gian dài, độc tính xâm nhập vào trong cơ thể lại càng phiền toái hơn. Mặc dù có thể sử dụng chân khí để khống chế, nhưng mỗi ngày đều phải phục dụng giải dược, chế trụ độc tính, nếu không xương cốt toàn thân sẽ dần dần phát sinh dị biến, làm cho toàn thân từ từ co rút lại, cuối cùng giống như khối bún khô cong lại chỉ còn một mảng, nằm bất động trên mặt đất. Hơn nữa, điều càng làm cho người khác chỉ nhìn thôi mà đã sợ chính là một khi độc tính đã xâm nhập vào xương cốt, không có cách nào hoàn toàn loại trừ, chỉ có thể phục dụng giải dược tương ứng để làm cho độc tính chậm phát tác. Lúc này độc tính trở thành một phần của cơ thể, không thể nào giải trừ được nó nữa. Mà tài liệu để phối chế ra loại độc dược này rất phong phú, đa dạng, có nhiều dược tài thành phần có thể thay thế được. Mặc dù đều gây ra hậu quả như nhau, nhưng độc tính cụ thể sẽ do người phối chế khác nhau mà khác đi, trở nên quỷ dị khó lường. Thuốc giải độc tự nhiên cũng không giống nhau, chỉ có người chế ra độc dược mới có khả năng đối chứng mà chế ra được giải dược, kiềm chế độc tính. Những người khác cho dù là biết phương pháp điều chế triền hương ti cũng vô pháp điều chế giải dược. Cứ như vậy, cái mạng nhỏ của người trúng độc là nằm trong tay của người hạ độc, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, không dám phản kháng. Mạc đại phu đem những ký ức trong đầu liên quan triền hương ti lướt qua một lần, trong lòng dĩ nhiên đã minh bạch tại sao Hàn Lập lại có dáng vẻ vô lo như vậy. Lão trong lòng liền cười lạnh một chút, sắc mặt không có một điểm biến hóa, miệng lạnh nhạt nói: "Đây là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Tiểu tử, nếu ngươi không lưu lại hậu chiêu nào nữa, vậy trái lại là thúc thủ chịu trói đi." Tim Hàn Lập đột nhiên trầm xuống, chứng kiến thần sắc của Mạc đại phu không hề thay đổi, đối với những uy hiếp của hắn phản phất như một điểm cũng không để trong lòng, như vậy hắn có thể khẳng định đối phương đã có chỗ dựa nào đó. Hắn nhìn kỹ lại, quả thật Mạc đại phu không để loại độc này vào trong lòng. Trên người đối phương đang trúng chất độc triền hương ti, tự nhiên cũng không thèm để ý. Đối phương ngay cả một chút xúc động cũng không có. Bởi vậy, Hàn Lập rất rõ ràng, chính mình tuyệt đối đang ở thế hạ phong bất lợi. Đối phương hình như đã có điểm nắm chắc có thể bắt được hắn. Chứng kiến Hàn Lập im lặng không nói, Mạc đại phu cười hắc hắc, trong mắt ánh lên vẻ gian trá, trên miệng liền tùy tiện hét lớn một tiếng: "Thiết nâu, bắt nó lại cho ta." Vừa nghe đến đó, Hàn Lập liền giật mình nhớ ra, từ chính mình sau khi vào trong nhà, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất một nhân vật trọng yếu. Hắn không kịp nghĩ, dùng mũi chân câu binh khí bên cạnh, thanh thiết trùy dễ dàng nhảy vào trong tay hắn. Chỉ trong một sát na, một hắc ảnh to lớn kèm theo một cổ liệt phong từ trong góc phòng chạy ra, chỉ một chút đã đến trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh làm cho Hàn Lập căn bản không có cách nào trốn thoát. Bất đắc dĩ, hắn chỉ còn cách sử dụng tiêm trùy trong tay đâm vào tiểu phúc của bóng đen, hy vọng có thể ngăn cản được đối phương một chút để mình còn có cơ hội mà thở dốc. Dùng thanh trùy vừa nhỏ vừa ngắn nhắm vào những bộ vị khác thật không thể nào khả thi, nhưng Hàn Lập hiện giờ không có cách nào khác. Đối phương thật sự rất cao lớn, mà binh khí trong tay chỉ dài nửa thốn, chỉ có thể đâm tới nơi này thôi. Hàn Lập chợt cảm thấy mình tựa hồ như va chạm với một quái vật chứ không phải là con người. Cổ tay như bị một thanh gỗ lớn mạnh liệt đánh vào, lập tức mất đi cảm giác, thân thể liên tiếp bị trùng kích lui về sau mấy bước, mà thiết trùy trong tay như đâm vào một tảng đá, bị đánh văng ra ngoài, mất tung mất tích. Hàn Lập trong lòng kinh sợ không thôi, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, liền cảm giác thấy trước mặt tối sầm lại, thân ảnh to lớn bám sát theo. Ngay sau đó hai vai liền dấy lên một trận đau nhức, hai bàn tay khổng lồ gắt gao bóp chặt xương vai của hắn, làm cho hắn có cảm giác bị ép nát. Hàn Lập liều mạng lắc lắc vài cái, nhưng thân thể cứ như bị một ngọn núi lớn đè xuống, căn bản không thể cử động. Dưới tình thế cấp bách này, hắn bất chấp tất cả, lên gối hung hăng đá lên chỗ yếu hại giữa hai chân của đối phương. Ây da một tiếng, Hàn Lập đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
Chỗ trí mạng của đối phương không ngờ cũng cứng rắn vô cùng. Hắn cảm giác như xương đầu gối giống như là trứng gà chọi vào tảng đá, phảng phất như là đã vỡ thành mấy mảnh. Bất quá hành động này của hắn dường như đã làm đối phương nổi giận. Bàn tay khổng lồ trên vai hắn đột nhiên phát ra thêm vài phần manh lực, làm cho Hàn Lập đau đớn đến mức cơ hồ ngất đi, cả người cũng mềm nhũn nằm trên mặt đất. Thiết nâu, điểm nhẹ thôi, tên này đấu với ta có vài điểm đại dụng. Đúng vào lúc nguy cấp này, thanh âm mắng nhiếc của Mặc Đại Phu truyền đến. Khi lời nói vừa dứt, Hàn Lập cảm thấy hai vai nhẹ đi, cảm giác đau đớn đại giảm. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một hơi, lần đầu hắn cảm thấy thanh âm của Mặc Đại Phu lại dễ nghe như vậy. Bất quá sau khi may mắn đi qua, những nghi hoặc quanh quẩn đã lâu trong lòng hắn lại vừa tăng thêm vài phần. Ngay từ đầu, Hàn Lập đã phát giác Mặc Đại Phu không hiểu vì sao vừa đến chỗ mấu chốt đều hạ thủ lưu tình với hắn, sợ làm tổn thương mình. Hắn đương nhiên không tin là đối phương thiện tâm đại phát, cố ý hạ thủ lưu tình. Như vậy nhất định trong đó có điều gì đó mà hắn chưa biết, không cho đối phương nhìn rõ thủ đoạn của mình. Như vậy mới khiến cho đối phương phải kiêng dè, không dám tự tin thi triển toàn bộ sức mạnh ra tấn công. Nếu không cũng sẽ không cùng hắn dây dưa mãi đến tận bây giờ. Hắn âm thầm nắm bắt chủ ý này, muốn lợi dụng cái điểm này để mặc cả với đối phương, tìm cách thoát ra khỏi ma chưởng của đối phương. Mặc Đại Phu đi đến trước mặt hắn, tựa hồ đã nhìn ra những suy nghĩ trong lòng hắn. Thần sắc giễu cợt trên mặt chợt thoáng qua, trước tiên lão sờ soạng trước ngực Hàn Lập một lúc, trong tay liền lôi ra một tấm hộ tâm kính, không khỏi nhịn được có chút buồn cười. Nguyên lai là cái vật đó đã ngăn cản lão điểm huyệt. Lão nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ dài màu vàng. Cái hộp gỗ này tinh xảo vô cùng, trên mặt vẽ rồng khắc phượng, vừa nhìn đã biết ngay là vật quý, người bình thường khó mà thấy được. Mặc Đại Phu đem đến trước mặt Hàn Lập, trịnh trọng mở cái nắp hộp ra, bên trong có mấy thanh ngân nhận giống hệt nhau. Ngân nhận này hình dáng cổ quái, thoạt nhìn giống đao nhưng không phải đao, giống kiếm nhưng không phải kiếm. Thân nhận uốn khúc giống như hình bán nguyệt, kích thước lớn nhỏ lại giống như trụy thủ. Trong lúc Mặc Đại Phu lấy từ trong hộp ra một thanh ngân nhận thì Hàn Lập phát hiện ra thanh quái nhận này mỏng vô cùng, giống như một miếng giấy bạc. Trên lưỡi nhận hàng quang lóe ra, làm người ta cảm nhận được sự sắc bén vô cùng. Vật này mà dùng để cắt lên thân thể người nhất định giống như người ta cắt quần áo dễ dàng. Càng quỷ dị hơn chính là tại đoạn chui của ngân nhận còn có khảm một quỷ đầu nhắm chặt cả hai mắt. Quỷ đầu này mặt xanh nanh dài, trên đầu có hai sừng cực kỳ dữ tợn. Mặc Đại Phu cầm thanh quái nhận này, dùng ánh mắt với ý vị sâu xa tà ác liếc nhìn Hàn Lập một cái. Cử động này làm cho Hàn Lập không khỏi dựng tóc gáy. Lẽ nào hắn thật sự bị cái mỏng quả đen kia lừa dối, đối phương sử dụng thanh quái nhận kia để cắt lên người mình phải không? Khuôn mặt của Hàn Lập bắt đầu tái xanh, mắt mở trừng trừng nhìn Mặc Đại Phu đang giơ cao cái lưỡi dao kỳ dị kia. Dưới ánh mặt trời, lưỡi dao như lóe lên quang mang, thể hiện rõ sự lợi hại vô bì của nó. Trong lòng hắn không khỏi có vài phần hoảng sợ, nhưng lý trí nói cho hắn biết đối phương đã phí công như vậy chính là để bắt giữ hắn, tuyệt đối sẽ không hai lời mà lấy đi tính mạng của hắn. Đối phương chỉ là đang đe dọa hắn mà thôi. Vì thế khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén chậm rãi từ trên cao bổ xuống, nhắm thẳng phần thân trên của hắn mà lao tới, hắn vẫn không kêu tiếng nào, miễn cưỡng bảo trì vững vẻ mặt trấn tĩnh. Cho tới khi miệng của lưỡi dao quái dị kia cách chỏm đầu của hắn chỉ nửa tấc, các sợi tóc cũng đều cảm thấy từng trận hàn ý, hắn mới từ từ nhắm hai mắt lại. Trong lòng thoáng lóe lên một chút hối hận. Đối phương thật sự muốn hạ độc thủ sao? Sớm biết như vậy, chỉ bằng mở miệng xin tha rồi, có lẽ còn có một đường sinh cơ để bảo mệnh. Bản thân mình còn trẻ, thật sự không muốn chết như thế này. Cha, mẹ, ở nhà biết được tin mình chết, không biết có đau lòng không nữa. Có hối hận khi cho hắn đến Thất Huyền Môn không? Gặp phải lúc sinh tử quan đầu thế này, tạp niệm trong lòng Hàn Lập trỗi dậy. Các luồng suy nghĩ đều hiện lên trong đầu, tựa hồ như trong nháy mắt đã trải qua bi hoang ly hợp của cuộc đời. Đối với sinh tử đã hiểu được nhiều. Âm thanh do lưỡi dao nhọn chọc vào người truyền tới. Thân thể Hàn Lập khẽ rung lên, nhưng lập tức kinh ngạc, hắn vẫn chưa cảm thấy có gì đau đớn cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ngạc nhiên dương đôi mắt nhìn, vừa mở mắt Hàn Lập liền sợ ngay người. Nhìn thấy một sự việc mà hắn không ngờ tới, đó chính là lưỡi dao nhọn đang cắm vào phía trên đầu vai của chính Mặc Đại Phu, sâu tận vào trong nội thể. Chỉ lưu lại cái cán dao ở bên ngoài, đang hơi rung rung, có lẽ do quá sắc bén nên chưa hề thấy có một giọt máu nào chảy ra, lộ rõ vẻ quỷ dị vô cùng.
Hàng Lập nhìn đến nỗi trợn mắt há mồm. Mặt đại phu thì giống bình thường, mở miệng khen ngợi hắn. Tiểu tử à, ngươi hay còn vài phần can đảm nữa. Cho dù là đau sắc đã kề đến cổ rồi mà vẫn không mở miệng xin tha, ngươi thật khá đó. Khi xưa à, lúc lão phu hành tẩu giang hồ, gặp qua rất nhiều người, trước mặt mọi người đều thì tự xưng là anh hùng hảo hán không sợ chết. Nhưng một khi lão hụt vào tay ta, thêm chút uy hiếp, còn không nhanh biến thành loài chó mà quỳ xuống đất xin tha mạng, bộ dáng đúng là tham sống sợ chết. Hàng Lập nghe đến nỗi ngay cả người há mồm cứng lưỡi, không biết đối phó với đối phương thế nào cho đúng. Hắn vừa rồi kỳ thực chút nữa thì lộ cái xấu ra, chỉ là ngoài mặt thì tỏ ra ngang ngạnh thôi, thực chất sâu trong lòng vẫn mang một tia hy vọng rằng mình may mắn, cho rằng đối phương không thể hạ thủ đối với hắn, thế mới giả vờ để thoát. Hơn nữa da mặt của hắn quá mỏng để mà chuyển biến mở miệng xin tha mạng. Lúc này đối mặt với lời khen ngợi liên tục của mặt đại phu, Hàng Lập không dạy gì mà cố ý giải thích, nhưng trong lòng dâng lên trăm ngàn tư vị, không biết nên cao hứng hay là buồn chán. Trong lúc Hàng Lập còn đang suy nghĩ, mặt đại phu đã nhanh nhẹn đem mấy cái cán dao phân biệt cắm đầy vào người, tất cả đều chỉ lưu lại cái tua cán hình đầu quỷ ở phía ngoài. Đến khi Hàng Lập phục hồi lại tinh thần, mới kinh hãi phát hiện tất cả là 7 thanh dao nhọn, phân biệt cắm vào hai vai, hai chân, vùng bụng và phía trước ngực của mặt đại phu. Từ xa nhìn lại giống như bị loạn dao phân thây. Hàng Lập nhìn xong, trong lòng thấy vừa buồn cười mà vừa giật mình, biết rằng đối phương tự làm mình tàn tật, như thế sợ rằng đã đang thi triển một loại kỹ năng cực kỳ lợi hại, không biết có phải là mang ra để đối phó với mình không. Mặt đại phu cắm các thanh dao xong, không hề thấy mở miệng nói chuyện, ngược lại cúi xuống, ngồi trước mặt Hàng Lập, sau đó nhắm hai mắt, tiến vào trạng thái nhập định, đối với sự vật phía bên ngoài không hề có sự quan tâm nào nữa. Hàng Lập liền động tâm, cảm thấy đây chính là cơ hội thoát hiểm hiếm có. Hắn thử động tay động chân, nào ngờ vừa động thử một cái, đột nhiên cảm thấy đầu vai chấn động, lập tức không thể động đậy được. Hàng Lập cười khổ, tại sao lại quên mất cái cự hán này, có hắn bên cạnh nhìn chăm chăm, nửa bước không rời, hắn làm sao có cơ hội kia chứ. Xem ra trước khi tiến vào trạng thái nhập định, mặt đại phu đã sớm lo nghĩ trước, căn bản là không sợ hắn gây ra trò gì. Còn cái tên cự hán kêu là Thiết Nô này cũng không biết là quái vật phương nào, giống hệt như là ma ngân thủ của mặt đại phu. Trên dưới toàn thân đều là đau thương bất nhập, ngay cả đến hạ bộ mà cũng cứng rắn như thế. Ngày hôm nay hắn xem như đã thua trên tay đối phương. Đang chửi thầm cự hán ở trong lòng, mặt lão trước mặt Hàng Lập bỗng phát sinh những biến hóa yêu dị. Cơ mặt của mặt đại phu bắt đầu co giật, trên dưới toàn thân run rẩy không ngừng. Khuôn mặt cũng vì cơ nhục co giật mà biến hóa theo, tựa như đã phải chịu đựng nỗi đau đớn thống khổ to lớn. Nó phối hợp với những thanh dao nhọn cắm trên người, khiến cho người nhìn cảm thấy sự âm trầm đáng sợ, phảng phất như có một luồng khí lạnh chậm rãi đang dâng lên trong phòng. Đột nhiên mặt đại phu ngừng co giật và run rẩy, nhưng từ sâu trong yết hầu của hắn truyền lại một tràng hô hấp trầm thấp. Trong tiếng hô hấp tràn đầy vẻ thú tính nguyên thủy, trong nháy mắt mặt đại phu phảng phất không còn là một lão già nữa, mà như là một con mãnh thú mới từ chốn núi rừng thoát ra. Tiếp đó, sự việc còn khủng khiếp hơn xảy ra. Một năm trước đây, trên mặt mặt đại phu từng xuất hiện quỷ vụ, hôm nay lại hiện ra nữa. Quỷ vụ lần này so với lần trước hoàn toàn bất đồng, nhiều hơn hẳn so với lần đầu, cũng đen hơn hẳn. Nó gắn chặt vào mặt của mặt đại phu, giống hệt đang đeo một cái mặt nạ đen, che kín khuôn mặt cũ của mặt đại phu. Từ trong quỷ vụ thỉnh thoảng lại hiện hóa ra xúc tu, những cái xúc tu này cũng có những biến đổi to lớn. Trên xúc tu ẩn ứa có những luồng sáng màu đen bóng loáng lưu động, đem theo cảm giác mười phần giống thật, giống như là thân thể thật sự co duỗi nhảy múa không ngừng trên mặt của mặt đại phu. Ngón tay trên hai tay mặt đại phu tạo thành hình dáng hoa sen, ngón trỏ và ngón cái nhón lại thành hình dạng quái dị, môi khẽ động đậy tựa hồ đang niệm từ, chỉ vì thanh âm quá bé Hàng Lập không nghe rõ. Tùy theo những động tác vô danh của mặt đại phu, quỷ vụ trên mặt hắn tựa như bị chọc giận, giống như là dầu nóng bỏng trong nồi đổ ngay vào trong nước lạnh, bắt đầu cuồn cuộn bốc lên. Từ bên trong xuất hiện ra ngày càng nhiều những xúc tu nhỏ, dương nanh múa vuốt mà thị uy, như muốn ngăn trở hành động tiếp theo của mặt đại phu. Lúc hắc vụ biến thành đậm nhất, mặt đại phu mở to hai mắt, nhìn xuyên qua hắc vụ trùng trùng, Hàng Lập vẫn có thể nhìn thấy rõ thần quang trong mắt hắn. Thất quỷ phải hồn đại pháp, mặt đại phu hét to một tiếng, kêu ra tên bí thuật mãn dục. Hàng Lập vừa nghe không khỏi rùng mình trong lòng, nhưng màn phát sinh tiếp theo khiến cho tinh thần của hắn nhận được sự kích động to lớn, khiến cho hắn nhận thức được rằng
trên đời những việc hắn chưa biết còn rất nhiều, rất nhiều. Tùy theo tiếng hét của Mạc Đại Phu, bảy thanh dao nhọn đang cắm chặt trên người lão bắt đầu rung lên. Từ bên trong hình đầu quỷ ở cán dao phát ra âm thanh ong ong, như tiếng chim kêu. Hơn nữa âm thanh ngày càng vang, ngày càng thêm bén nhọn, tựa hồ như muốn sống dậy, muốn thoát ra khỏi người hắn. Mạc Đại Phu nhìn thấy mấy thanh dao nhọn tựa như không ngừng rung động, có chút tức giận, lão hạ giọng lầm rầm một câu. Bởi vì thanh âm quá bé, tốc độ lại nhanh, Hàn Lập không nghe rõ lão nói cái gì, nhưng khả năng không phải là những lời dễ nghe. Mạc Đại Phu đứng dậy, quay một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dậm dậm chân, như không còn cách nào khác, lão đành lấy một ngón tay nhét vào trong miệng của một cái đầu quỷ. Sự việc không thể ngờ tới đã phát sinh, cái đầu quỷ vốn tưởng là vật chết kia tự nhiên cũng biết khép miệng lại, dùng những chiếc răng thô trong miệng hung hăng cắn chặt lấy món ngon được dâng đến tận miệng, rồi bắt đầu nhẹ nhàng mút. Mạc Đại Phu khẽ run rẩy toàn thân, giống như là đang nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn to lớn, vì hắc vụ đã che lấp khuôn mặt. Hàn Lập nhìn không rõ những biểu tình khi đó của đối phương, nhưng nhất định khuôn mặt đó rất là khó nhìn. Trải qua một tuần trà, đầu quỷ cuối cùng đã hút no, nó mãn ý mở rộng cái miệng, âm thanh ong ong đã biến mất. Tiếp theo đó, Mạc Đại Phu cũng dùng cách như trên, điều cho mỗi cái đầu quỷ được hút một lần mới cam lòng thu ngón tay về. Làm xong việc đó, Mạc Đại Phu lại xuất ra những thủ quyết như trước. Miệng lại niệm thêm một lần hét to: "Thất quỷ phải hồn đại pháp." Lần này mấy thanh dao nhọn kia không hề dao động, cũng không phát ra âm thanh nào, mà đồng thời trợn cả hai mắt, lộ nhãn cầu đỏ như máu, cái miệng đồng thời trương to ra, hai bên quai hàm phình ra, hướng về không trung hớp lấy từng ngụm từng ngụm. Quỷ vụ trên mặt của Mạc Đại Phu như biết đại nạn sắp đến, bọn chúng như vùng vẫy như ba đào. Các xúc tu từng cái một cũng được huy động cuồng bạo nhưng không làm được gì cả. Từ phía mặt ngoài của quỷ vụ, bảy đạo hắc tuyến nhỏ bị cuộn lại, vẽ lên không trung những hình cánh cung đẹp đẽ, sau đó với một sự chuẩn xác cực kỳ bay vào trong bảy cái miệng quỷ đang chờ lâu, rồi bị đầu quỷ thôn phệ từng chút một. Hàn Lập có chút si ngốc, do Mạc Đại Phu ngồi ngay trước mặt hắn nên những gì phát sinh đều lọt vào trong mắt hắn, ngay cả mỗi cái răng của đầu quỷ đều được hắn nhìn thấy rõ. Hàn Lập lần đầu tiên được tiếp xúc với cái thế giới khác, bị lực lượng thần kỳ này chấn động như bị sét đánh. Những thanh dao nhọn kỳ quái kia, những cái đầu quỷ cổ quái, lại thêm hắc vụ yêu dị đang hiện lên trên mặt của Mạc Đại Phu, đủ các loại hiện tượng không thể dùng lẽ thường mà giải thích được, không thể không làm chấn động đến những nhận thức trước đây của hắn. Nên biết Hàn Lập trước kia đối với chuyện về thần quỷ chỉ là bán tín bán nghi, đối với hắn mà nói nếu không tận mắt chứng kiến thì không bao giờ tin tưởng. Bây giờ những cảnh tượng quỷ quái chỉ có trong những câu chuyện truyền thuyết đã xuất hiện trước mắt, đã sờ sờ trước mặt hắn, làm sao mà không khiến Hàn Lập kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của Hàn Lập hỗn loạn như tơ vò, đối mặt với lực lượng không thuộc về con người lại bị cầm tù trong tay nó, thật sự là không biết phải đối phó như thế nào mới đúng. Dần dần quỷ vụ trên mặt của Mạc Đại Phu từ dày đặc chuyển sang mỏng, từ đậm chuyển thành loãng, đã bị đầu quỷ thôn phệ khá nhiều, chỉ còn cách ngoan ngoãn chuyển về màu thanh đạm nhất, bao phủ mơ hồ trên mặt. Lúc này khuôn mặt của Mạc Đại Phu đã mơ hồ nhìn thấy, nhưng Hàn Lập vừa nhìn thấy chân dung mà đối phương mới lộ ra, ngay lập tức giật mình đến há hốc mồm, mãi không ngậm được miệng lại. Hôm nay những việc làm cho Hàn Lập giật mình có quá nhiều, tất cả những việc không bao giờ tưởng tượng được đều xuất hiện, khiến cho hắn ngất ngây như quên cả bản thân. Lúc này từ trong quỷ vụ hiện ra một khuôn mặt chỉ thoáng 30 tuổi, khuôn mặt của nam tử hán đang vào hồi lúc sung sức nhất. Nếu nhìn vào hàng lông mày cực kỳ quen thuộc kia, rõ ràng chính là Mạc Đại Phu, chỉ là tuổi tác thì đã giảm đi vài chục năm tuổi tác mà thôi. Trên khuôn mặt kiên nghị kia, nhãn thần không giận mà uy, khóe miệng thì treo nụ cười lạnh, có nhìn kiểu gì cũng là một khuôn mặt đầy mị lực của một mỹ nam tử, khuôn mặt tràn đầy vẻ nam tính thành thục. Đối với nữ nhân chính là có sức sát thương trí mạng. Bất luận là thiếu nữ đang lớn hay là quả phụ ở chốn cao trạch hậu viện đều không thể ngăn nổi những mị lực của loại đàn ông này. Chỉ cần hơi vẫy tay một cái, các nàng tự động chui vào trong lòng rồi chìm đắm trong đó, không cách nào mà kiềm chế được. Thấy được khuôn mặt như vậy, trong lòng Hàn Lập chỉ muốn một quyền đập cho nó nát như. Nhìn thấy hình dáng mỹ nam tử của nó thật chả khác gì đang trêu trọc vào tính đố kỵ của những người đàn ông khác. Mặt thấy trên mặt còn sót lại chút tàn dư cuối cùng của quỷ vụ cũng bị hấp thụ vào trong miệng của đầu quỷ, Hàn Lập mới nghĩ đến Mạc Đại Phu đã từng đề cập qua với hắn, nguyên bản hắn chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, chỉ là trong lúc trị thương có xuất hiện việc ngoài ý muốn,
bị tà ma quỷ đối hút mất tinh nguyên trong một thời gian dài mới biến thành già lão đến như vậy. Như vậy có thể dựa vào điểm này mà nói đối phương tựa hồ như không lừa dối hắn, hình dáng lúc này mới đúng là chân dung của Mạc Đại Phu, chỉ là thủ đoạn hồi phục của hắn quá ư là bất khả tư nghị. Lúc này Hàn Lập mới phát giác, Mạc Đại Phu không chỉ trẻ lại ở khuôn mặt mà ngay cả cơ thể, tóc của hắn cũng đều cải biến theo. Tóc đen cứng, thân hình cao lớn, biểu hiện rõ là hắn đang trong giai đoạn hoàng kim của đời người, thể lực tinh thần đạt đến trạng thái đỉnh cao. Mạc Đại Phu đã có biện pháp hồi phục lại như cũ, tại sao lại còn động đến mình nữa nhỉ? Hàn Lập có chút nghi hoặc, hắn thanh tỉnh lại từ trong khiếp sợ, ý thức được bản thân vẫn ở trong nguy hiểm, vì vậy mà đã bắt đầu động não thật nhanh. Không ngừng phân tích tất cả, cố gắng từ trong cục diện trước mắt tìm ra một cách để thoát thân. Hàn Lập nhìn thấy Mạc Đại Phu sau khi trẻ lại, thần trí phản phất có chút hoảng hốt, hắn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào. Hồi lâu sau hắn mới giơ một bàn tay lên, dùng ánh mắt như nhìn bảo bối đánh mất từ lâu, cẩn thận đánh giá làn da bóng loáng trên bàn tay. Sau đó nhắm chặt hai mắt, đem bàn tay dí sát lên mặt, nhẹ nhàng cọ sát, tựa như đang thưởng thức sức sống của sự thanh xuân. Biểu tình tự luyến này của Mạc Đại Phu khiến cho Hàn Lập ở bên cạnh có chút khó tiêu. Hắn không thể nào hiểu được Mạc Đại Phu lúc này muôn vàng cảm xúc khi cái đã bị đánh mất này đã lấy lại được. Mạc lão, xem ra ngươi đã hồi phục lại như bình thường rồi, phải chăng không cần dùng đến đệ tử nữa? Vậy có thể tha cho đệ tử không, để cho đệ tử sau này vì người mà ra sức? Hàn Lập không thể nào kiềm chế được nữa, đến bây giờ hắn vẫn không biết đối phương muốn xử lý hắn như thế nào. Bởi vì tuy biết rõ đối phương không thể nào cứ như vậy mà buông tha cho hắn, nhưng giả bộ ngốc nghếch mà buông ra một câu thử dò xét, hy vọng có thể sớm một chút biết được kết quả của bản thân, còn hơn là tìm ra cách khác. Hàn Lập, ngươi thật đúng là có thể thích nghi với hoàn cảnh, bất quá thả ngươi ra, ngươi thấy có thể không? Mạc Đại Phu khuôn mặt trẻ trung mỉm cười, cái loại cảm giác sáng lạng như ánh mặt trời này, đủ để làm cho nữ tính điên cuồng. Bất quá thanh âm khi mở miệng lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Thanh âm của hắn khi nói chuyện giống như là có một loại từ tính làm cho người ta nghe xong vô cùng thích thú, đồng thời lại có cảm giác khổ sở, hoàn toàn bất đồng xem ra so với tướng mạo bên ngoài của hắn, giọng nói của hắn thật không bằng. Mạc Đại Phu lần đầu trực tiếp gọi tên của Hàn Lập, mặc dù không phải tin tức tốt gì, nhưng cũng làm cho Hàn Lập có một loại cảm giác vừa lòng so với một câu tiểu tử, hai câu tiểu tử thì tốt hơn nhiều. Bởi vậy buồn bực trong lòng cũng giảm bớt phần nữa. Theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Mạc Đại Phu hôm nay thật đúng là không có chút tì vết nào. Ngay cả nhất cử nhất động cũng đầy vẻ ưu nhã vô cùng, thật sự mười phần là mỹ nam tử. Đâu còn chút nào bộ dáng lão đầu trước kia. Nói vậy năm đó bằng khuôn mặt này đã làm điên đảo không biết bao nhiêu giang hồ hiệp nữ. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào, cứ nói rõ ra đi. Hàn Lập không phải là đàn bà, tự nhiên sẽ không vì đối phương tuấn mỹ hơn người mà khách khí đối với người trước mặt. Huống hồ đối phương nói không có ý bỏ qua cho hắn, như vậy càng không cần phải cho đối phương thể diện. Thế nào? Ha ha! Mạc Đại Phu một lần nữa hoạt động tứ chi có lực, co duỗi mấy ngón tay thon dài, cười mà không nói, không trả lời câu hỏi của Hàn Lập. Ngược lại lấy trong áo ra một vật. Vật này là một cái túi nhỏ, cái túi này tỏa màu sắc chói lóa như lửa, ánh sáng chiếu sáng người ta. Mặt trên trông rất tinh xảo, xem ra cũng không phải là vật bình thường. Bên trong cái túi này có cái gì chứ? Có phải lại giống như con dao bạc cổ quái nọ không? Hàn Lập trong lúc nhất thời cũng quên hỏi đối phương, lòng hiếu kỳ nổi lên. Mạc Đại Phu không để cho Hàn Lập đoán lâu lắm, cẩn thận coi chừng, từ từ lấy ra một tờ giấy màu vàng. Hàn Lập tựa hồ có chút thất vọng, bất quá trong lòng lại rùng mình, lập tức tập trung tinh thần, bởi vì hắn biết rõ ràng là nhìn không ra vật gì, càng có thể có tác dụng không thể tưởng tượng được. Đối phương lúc này lấy ra một tờ giấy tự nhiên sẽ không có tác dụng bình thường, liên tưởng đến các chuyện quái quỷ phát sinh trước đây, sợ rằng có bí mật không nhỏ bên trong. Mạc Đại Phu dùng hai ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy, thận trọng vuốt thẳng nó ra. Hàn Lập mới nhìn cẩn thận hơn, trang giấy nọ không lớn, chỉ cỡ bằng bàn tay, được cắt gọt cân đối, màu sắc có vẻ cũ kỹ, tựa hồ đã qua không ít năm tháng. Điều làm người ta chú ý nhất chính là mặt trước ngân quang sáng loè, dùng sơn bạc vẽ lên mấy ký hiệu rất kỳ quái. Những ký hiệu này Hàn Lập chưa bao giờ gặp qua, nhưng vừa mới nhìn vào, trong lòng hắn lại có xúc động cảm thụ được một loại lực lượng thần bí nào đó, ngay cả trường xuân công trong cơ thể cũng không thể khống chế được bắt đầu kích động. Phản phất như bị các ký hiệu này đánh thức,
làm cho Hàng Lập vạn phần kinh ngạc. Hàng Lập biết có chỗ không đúng, vội vàng dùng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chăm vào những ký hiệu kỳ quái này, muốn từ trong đó tìm ra một ít ảo diệu. Chỉ thấy ký hiệu này quanh co khúc khiễu, bảy cua tám quẹo, nhưng lại hàm chứa một quy tắc nào đó. Theo thứ tự các hình sắp xếp đều ẩn chứa thâm ảo gì đó, chỉ tiếc thời gian quá ngắn, Hàng Lập nhất thời căn bản là không cách nào phân biệt được. Bởi vì trong nháy mắt, Mạc Đại Phu đã đi tới trước mặt của Hàng Lập. Hắn thấy Hàng Lập thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình, bộ dáng si mê, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Nhưng loại ánh mắt này chỉ chợt lóe qua rồi lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, miệng kề bên tai Hàng Lập, dùng thanh âm cực nhỏ chậm rãi nói: Hàng Lập, chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào khác. Ngươi sớm ngày đầu thai chuyển thế đi, thân thể này ta phải tiếp thu. Ngươi nói cái gì? Lời này của ngươi là có ý gì? Hàng Lập nghe những lời này của Mạc Đại Phu, giật mình thức tỉnh, hồn vía lên mây. Hắn mơ hồ hiểu được một loại vận mệnh tồi tệ đang muốn đổ lên đầu của hắn. Hắn bất chấp nam tử cao to phía sau uy hiếp, bắt đầu hoảng hốt nhích người, liều mạng giãy giụa đứng lên. Trên người còn có mấy món đồ, nếu như có thể lấy ra, có lẽ còn có thể tạo nên hỗn loạn, có cơ hội chạy trốn. Thiết Nô, đè hắn xuống, đừng cho hắn gây lộn xộn. Mạc Đại Phu mặt lạnh như băng ra lệnh. Những phản kháng của Hàng Lập cuối cùng cũng bị khống chế. Hai bàn tay to lớn giống như hai tòa núi nhỏ, gia tăng lực lượng đè chặt lên vai của hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Trên mặt Hàng Lập mồ hôi hột như hạt đậu, từng giọt từ trên trán chảy xuống. Hắn mở to hai mắt, cắn chặt môi, trơ mắt nhìn đối phương đang lẩm bẩm trước mặt mình. Mạc Đại Phu ngón tay mang theo tờ giấy vàng, theo chú ngữ bắt đầu không gió mà lay động. Những ký hiệu màu bạc ở bên đó cũng chậm rãi từng chữ một phóng ra ánh sáng bạc. Hàng Lập thân mình mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ cảm giác. Xem ra lúc mà toàn bộ các ký hiệu đều tỏa sáng cũng chính là lúc xuống tay với mình. Mạc Đại Phu thần sắc nghiêm nghị, nhìn chăm chăm vào tờ giấy, đợi tới khi ký hiệu cuối cùng tỏa ra ánh sáng bạc, thần sắc không khỏi vui mừng. Tiếp theo cứ dựa vào những thủ thế đặc thù mà mang theo tờ giấy vẫy trên không mấy cái. Sau đó một chữ định bật thốt lên giống như tiếng sấm, đồng thời tờ giấy cũng bị áp mạnh lên ót của Hàng Lập, dán chặt lên đó. Tờ giấy vừa chạm đến sau đầu, Hàng Lập cảm giác thấy mất đi quyền khống chế thân thể, ngay cả mắt cũng không nháy được, đối với thân thể hoàn toàn mất đi tri giác. Nhưng mắt vẫn có thể thấy được, tai vẫn có thể nghe được, chỉ là ý thức giống như người xa lạ, không cách nào điều khiển được thân thể, cứ như là một cái xác. Loại cảm giác này, cảm thụ hoàn toàn không giống với khi bị điểm huyệt. Sau khi bị điểm huyệt, mặc dù cũng không cách nào nhúng nhích, nhưng tri giác bị tê liệt, thân thể vẫn có thể nhận thức được. Hàng Lập trong lòng kinh hoảng, hắn không biết đối phương làm như thế nào khống chế hắn, cướp đoạt thân thể hắn, chẳng lẽ như vậy là đã thành công sao? Đừng gấp, thân thể này của ngươi còn có thể giữ lại trong chốc lát nữa. Mạc Đại Phu phản phất như cố ý nói cho hắn nghe, lại như đang lẩm bẩm. Tâm tư của ngươi thật sự là quá sống động, nếu như có thể tự do hoạt động thật làm cho ta đau đầu. Mạc Đại Phu không nóng vội nói, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đỡ lấy Hàng Lập rồi đưa vào trong phòng. Hiện tại bên ngoài phòng trời vẫn rất nóng, Hàng Lập cảm giác đi vào bên trong phòng đã rất lâu, nhưng thật sự chỉ mới được một lúc mà thôi. Mạc Đại Phu mang theo Hàng Lập tựa như mang theo một món đồ, chậm rãi đi băng qua phòng thuốc. Đi tới một chỗ bức tường đá, tên nam tử cao to kia cũng im lặng theo sát ở sau, giống như là cái bóng, nửa bước không rời. Hàng Lập thông qua hai mắt, rõ ràng thấy trước mặt hắn không biết từ khi nào có một dàn nhà đá trước kia chưa bao giờ nhìn thấy qua. Các nhà đá này và thạch thất trước kia Hàng Lập sử dụng rất giống nhau, hoàn toàn được dùng đá mà xây thành. Duy nhất khác nhau là chính trên vách tường bên ngoài được quét một lớp bột nước màu xám. Theo vật liệu của căn nhà đá mà phán đoán, mặc dù tương đối thô sơ nhưng rất rõ ràng là vừa mới làm xong cách đây không lâu. Nếu như hắn còn có khứu giác thì có thể ngửi thấy mùi bột nước cay cay. Thiết Nô, ở bên ngoài, bất cứ người nào tới gần phòng, giết không tha. Mạc Đại Phu hạ mệnh lệnh sặc mùi máu tanh, rất hiển nhiên là sợ có việc ngoài ý muốn xuất hiện phá hoại việc của hắn. Cửa đá được dễ dàng đẩy ra, hắn suy tư đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Xem ra gian phòng này đối với Mạc Đại Phu cũng không xa lạ, 89/10 là do tự hắn xây nên. Căn nhà đá kín mít, không có một cánh cửa sổ nào. Sau khi đóng cửa, Hàng Lập vốn tưởng rằng bên trong hẳn là phải tối đen như mực,
cái gì cũng không rõ, nhưng lại thấy bên trong phòng có rất nhiều ngọn đèn các kiểu và cũng có rất nhiều đèn cây. Không tính có một khối rất lớn tỏa sáng huy hoàng, sắp chảy thành dòng, chiếu sáng ngời giống như ban ngày. Tình hình bên trong phòng làm cho Hàng Lập á khẩu không biết nói gì. Đương nhiên hắn bây giờ hỏi vấn đề gì, muốn mở miệng lên tiếng cũng không thể làm được. Nhưng tất cả việc này cũng không quan hệ khẩn yếu, làm cho Hàng Lập cảm thấy bất an chính là một đồ án kỳ quái phương viên mấy trượng được tọa lạc ở giữa ngôi nhà đá. Đồ án hình như là dùng một loại bột nào đó vẽ thành, cụ thể là cái gì Hàng Lập không cách nào phân biệt được, đương nhiên cũng không cách nào để biết được. Xung quanh đồ án có rất nhiều viên ngọc xanh to bằng nắm tay vây quanh. Ngọc thạch này dưới ánh đèn trong suốt nhìn thấu qua, vừa nhìn đã biết vật hiếm thấy. Nếu được những tay yêu thích ngọc nhìn thấy ngọc tốt như vậy, lại bị xem như là đá lăn lóc trên mặt đất như vậy, sợ rằng đau lòng mấy đêm ngủ không được. Hàng Lập đang ở trong cơ thể nhìn ra, lại nghe phịch một tiếng, thân thể bị quăng ra giữa đám đồ án này. Nằm ở trên mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy nóc nhà. Hàng Lập có vài phần lo lắng, sự việc khẩn yếu trước mắt hắn lại không cách nào thấy được nhất cử nhất động của Mạc Đại Phu. Làm sao mà hắn an tâm được? Nhưng bởi vì không thể làm gì được, không thể làm gì khác hơn là tự an ủi một phen. May mắn còn không phải là sắp mặt xuống đất, nếu không ngay cả nóc nhà cũng không có mà xem. Phụp phụp phụp, liên tiếp từng chuỗi thanh âm kỳ quái vang lên. Hàng Lập có chút kỳ quái, nhưng lập tức phát giác ánh sáng lờ mờ đi rất nhiều. Lúc này mới hiểu được Mạc Đại Phu đang tắt bớt đèn đi. Cũng không biết hắn làm như vậy có thâm ý gì bên trong. Một lát sau, Mạc Đại Phu đột nhiên mở miệng. Người nói, phương pháp này thật sự có thể thực hiện được không? Phải biết rằng ta cũng là đánh cuộc một phen. Thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng. Hàng Lập có chút khó hiểu, rất là buồn bực. Hắn đang nói cái gì vậy? Giọng điệu có vẻ như không giống, nhưng bên trong phòng này trừ hai người bọn họ ra không có bất kỳ ai khác. Không lẽ Mạc Đại Phu quên nhanh như vậy? Hắn đã bị tờ giấy chết tiệt dán lên, căn bản là không cách nào mở miệng. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta trước đây truyền cho ngươi thất quỷ phệ hồn đại pháp, đỉnh thần phu chưa từng giả dối phải không? Một thanh âm nam tử xa lạ đột nhiên xuất hiện bên trong phòng, nghe qua tựa hồ tuổi còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi. Hàng Lập chết lặng trong người, hôm nay hắn đã gặp quá nhiều việc lạ, so với những gì hắn mấy năm trước biết được cũng muốn nhiều hơn. Lúc này lại đột ngột xuất hiện một thanh âm hình như là không có gì là không thể. Hừ, trước đây sử dụng có tác dụng cái rắm gì đâu. Mạc Đại Phu miệng phun lời thô tục làm cho Hàng Lập giật mình. Nếu là trước kia cũng không có cái gì phải nghĩ, nhưng Mạc Đại Phu hôm nay bộ dáng là mỹ nam tử, nhưng há mồm ra lại phun ra những lời thô tục, thật không thể không làm cho Hàng Lập trùng mình. Người đang ở cửa ải cuối cùng, cố ý giữ lại để ta thất bại, ta lại đi tìm người khác sao? Không đợi tên thanh niên kia trả lời, Mạc Đại Phu lại tự nói tiếp. Đừng có nói là ngươi đảm bảo, phải biết rằng ngươi vốn là người chết, hơn nữa giết chết thân thể của ngươi chính là ta. Ngươi có thể không oán hận trong lòng sao? Không âm thầm tìm cách lừa gạt ta sao? Mạc Đại Phu luôn miệng chất vấn, không cho đối phương đường để phản bác, tựa hồ muốn đem sự bất an trong lòng tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tiếp theo, ngoại trừ tiếng Mạc Đại Phu thở dốc ra thì trong phòng không có tiếng động nào khác. Một hồi lâu sau, cũng không nghe thấy được tiếng của tên thanh niên kia đáp lại. Hàng Lập nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi phát lạnh. Tên thanh niên đột nhiên xuất hiện này đúng là người đã chết rồi, chẳng lẽ là quỷ hồn sao? Nghe từ lời bọn họ nói ra, kỹ thuật Mạc Đại Phu vừa rồi sử dụng chính là từ người kia. Vậy ngươi muốn là thế nào? Ta dùng tổ tiên, cha mẹ, cả nhà, thậm chí người toàn tộc ra phát thề đọc sao? Như vậy vẫn không thể làm cho ngươi hài lòng sao? Tên thanh niên kia rốt cuộc đã tức giận mở miệng. Hàng Lập trong lòng cũng thình thịch một chút. Tên thanh niên này thật điên cuồng, đem nhiều người chí thân như vậy ra thề, chỉ là vì lấy lòng tin của Mạc Đại Phu. Có thể thấy được cũng là một gã nhân tính bạc bẽo. Lúc đầu còn vì đồng bệnh tương liên, trong lòng sinh ra sự hảo cảm, nhất thời không còn gì nữa. Không sai, ta không thể trở thành giống ngươi. Ngươi thần sắc bị hủy, hiện chỉ còn nguyên thần ở đây, cả ngày không thấy được ánh mặt trời. So với hồn phi thân diệt cũng không có chỗ nào tốt hơn ở đây. Mạc Đại Phu khẩu khí đã dịu xuống, xem ra không muốn thể hiện ra ngoài mặt. Dư Tử Đồng, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một lần cuối. Giả sử ta có xảy ra việc gì, thì ngươi cũng không có nơi nào để đi. Phải biết rằng, ngươi lúc này chỉ là hình thái nguyên thần, cũng không thể duy trì được bao lâu. Nếu như không có ta giúp ngươi tìm kiếm thần thể thích hợp, sợ rằng sẽ thật sự tiêu tán. Cho nên mới nói, nếu công pháp có chỗ nào giả dối, bây giờ cứ nói cho ta biết,
vẫn còn chưa muộn. Ta tuyệt sẽ không hận thù gì với ngươi. Ta có thể cho ngươi mặt mũi, cũng có thể hạ độc chú. Mặt đại phu vẫn không chịu bỏ qua, vẫn tiếp tục tra hỏi thanh niên kia. Hàng Lập nghe cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Mặt đại phu khổ tâm nói với người này chỉ là sợ hãi cái người gọi là Dư Tử Đồng này. Khi truyền công pháp đã động tay động chân, làm cho hắn sử dụng bị sai, tự gây họa cho bản thân, cho nên hắn mới vào lúc khẩn yếu thận trọng do dự, muốn từ miệng đối phương làm cho rõ ràng mới có thể yên tâm. Ta truyền cho ngươi phương pháp đoạt xá, tuyệt đối không có chỗ nào sửa đổi. Nếu là có dấu giếm gì ngươi, làm cho toàn tộc của ta cũng sẽ bị trời phạt, không chết tử tế, từ nay về sau tộc diệt toàn vong. Dư Tử Đồng không chút dừng lại, như đinh đóng cột hạ lời thề độc. Xem ra hắn rất rõ sự băn khoăn của Mạc đại phu. Hơn nữa, sau khi ngươi sử dụng thất quỷ phệ hồn đại pháp, mặc dù cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn giữ lại pháp lực nhất định, có thể làm cho xuất một ít pháp thuật đơn giản, nhưng cái này dù sao cũng là lấy thân nuôi quỷ, lấy tinh nguyên trả giá, mà tinh nguyên còn lại trong thân thể ngươi, còn có thể cho ngươi lần sau dùng được pháp thuật này sao? Dư Tử Đồng sau khi phát lời thề độc lại nói lời chặn đường lui của Mạc đại phu. Lời này sau khi ra khỏi miệng, bên trong phòng lần nữa lại chìm vào yên tĩnh, bên trong phòng chỉ có tiếng hô hấp của Mạc đại phu. Hàng Lập trong lòng âm thầm khẩn cầu, hắn trước giờ không tin vào thần thánh, lần đầu tiên hướng tới thần tiên mà cầu nguyện, hy vọng đối phương sợ hãi, bỏ đi ý đồ bất lương của hắn, cho dù biết rõ là rất hoang đường, có chút dối gạt mình, nhưng đây cũng là việc duy nhất hắn có thể làm lúc này. Tốt, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu mưu cầu việc lớn có mạo hiểm một chút cũng là lẽ tất nhiên. Mặt đại phu rốt cuộc kiên quyết hạ quyết tâm. Lời này vừa nói ra, Hàng Lập tuyệt vọng. Nếu là trên mặt có cảm giác, khẳng định là mặt mày tái nhợt, vẻ mặt biến sắc. Dư Tử Đồng có vẻ thật cao hứng, trong giọng nói cũng lộ ra sự hưng phấn. Vốn nên như thế, ngươi ngẫm lại, ngươi lúc đầu vốn là người thường, không có linh căn, căn bản là không cách nào tu luyện được. Nhưng sau khi cách này thành công, nói cách khác, ngươi có được thân xác của người mang linh căn, ngươi có thể tìm một gia tộc hoặc môn phái tu tiên gia nhập vào đó. Từ nay về sau có thể thoát khỏi sanh lão bệnh tử, ngũ hành luân hồi, tối thiểu thì cũng sống lâu hơn nhiều so với con người. Nhân được những lời nói tốt lành này của ngươi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta thành công, lập tức giúp ngươi tìm một thân thể của linh căn, sẽ không bạc đãi Dư lão đệ đâu. Mặt đại phu được Dư Tử Đồng thuyết phục một phen, rất là bay bổng, nghĩ đến viễn cảnh tốt đẹp sau khi làm phép, hắn không khỏi nóng ruột. Đối với Dư Tử Đồng khách khí hơn rất nhiều, lời nói đã có ý lung lạc. Đa tạ Mặt đại ca, sau khi thành công, ta nguyện không nuốt lời, sẽ đem toàn bộ khẩu quyết tu luyện nhất nhất giao cho đại ca. Dư Tử Đồng cũng giảo hoạt dị thường, theo đó mà rút ngắn khoảng cách, cùng đối phương tăng cường mối quan hệ. Hàng Lập ở một bên nghe được, tức giận thất khiếu xịt khói. Hai người này thật đúng là cùng một ruột, không biết xấu hổ, xem thân thể hắn như là đồ vật, một chút cũng không để ý tới ý kiến của chủ nhân nó. Nhưng ngày hôm nay, quả thật cũng là vô kế khả thi. Mặt đại phu bỏ được sự nghi ngờ trong lòng, đã quyết định chủ ý cũng không trì hoãn nữa. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây kim châm, cắm vào mấy bí huyệt trên đầu, làm cho bản thân hồng quang đầy mặt, tinh thần tăng cao, có đủ tinh lực để thi triển pháp thuật, sẽ không để xảy ra sai sót. Tiếp theo đi tới trước mặt Hàng Lập, nâng thân thể của hắn dậy, sửa lại tư thế cho ngồi trên mặt đất, bản thân ngồi ở đối diện, hai tay ôm chặt hai vai ngồi xuống. Mặt đại phu tay nắm pháp quyết, vung tay, một đạo hồng quang từ trong tay bắn ra, bắn tới đồ án ở bên dưới Hàng Lập, nhất thời mấy viên ngọc thạch ở bốn phía sáng lên. Tiếp theo tiếng chú ngữ trầm thấp từ trong miệng Mặt đại phu chậm rãi phát ra, giống như là ma chú, làm cho khi người ta nghe được cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Ý thức của Hàng Lập theo thanh âm chú ngữ lọt vào tai từ từ mơ hồ đi, trở nên hết sức buồn ngủ. Không hay, Hàng Lập trong lòng biết không ổn, rất rõ ràng đây là đối phương cố ý gây nên, đang chuẩn bị chiếm lấy thân thể của hắn. Hắn rất không cam lòng, không muốn bó tay chờ chết, vì vậy đem hết toàn lực kháng cự âm thanh này, nhưng không thể làm được chuyện gì. Nếu như còn có thể khống chế thân thể, hắn còn có thể sử dụng cách cắn lưỡi nhéo vào da thịt để kích thích, làm cho bản thân bảo trì sự tỉnh táo, nhưng hiện tại chỉ có thể bị động mà thừa nhận. Dưới sự thôi miên mạnh mẽ của chú ngữ, Hàng Lập rất nhanh không còn biết gì nữa. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của Mặt đại phu dưới ngọn đèn u ám, trông rất dữ tợn đáng sợ, không còn phong thái của mỹ nam tử. Ngươi thành trâu đi. Đây là câu nói cuối cùng mà Hàng Lập trước khi mê đi muốn nói, cũng là lời nguyền rủa bất đắc dĩ.
Trong bóng tối vô tận, Hàn Lập như lâm vào một giấc mộng kỳ lạ. Trong mộng, hắn là một quang cầu xanh biếc lớn bằng nắm tay. Có thế giới của riêng mình, ở nơi này tự do tự tại ngao du, vui sướng vô cùng. Nhưng không lâu sau, đột nhiên xông tới một quang cầu màu vàng. Quang cầu này chỉ cỡ ngón tay cái so với Hàn Lập nhỏ hơn mấy lần. Nhưng khí thế hung hăng, không có ý tốt. Nó vừa thấy Hàn Lập liền hung ác vọt tới, mở cái miệng đầy răng nhọn cắn Hàn Lập. Hàn Lập đương nhiên cũng không yếu thế, cũng mở miệng hung hăng phản kích. Được mấy cái, quang cầu màu vàng đã bị Hàn Lập ỉ vào thể tích lớn hơn, dễ dàng nuốt mất, cuộc chiến kết thúc khá nhẹ nhàng. Hàn Lập sau khi chiến thắng, hân hoan cổ vũ trở về chỗ cũ thưởng thức mỹ vị của chiến lợi phẩm. Lúc này từ bên ngoài lại có kẻ xâm lấn, lần này cũng là một quang cầu màu xanh, nhưng thể tích lớn hơn Hàn Lập, chỉ là ánh sáng có vẻ ảm đạm suy yếu, không chói mắt như Hàn Lập. Địch nhân này vừa thấy quang cầu do Hàn Lập biến thành, rõ ràng lấy làm kinh hãi, dừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự. Nhưng Hàn Lập vừa mới thưởng thức tư vị tuyệt vời của việc ăn quang cầu khác, nên không muốn bỏ qua đối phương, cũng không lo lắng thực lực hai bên khác biệt, liền vọt tới. Đối phương thấy vậy cũng xông lên cắn xé nhau. Thể tích của đối phương tuy lớn hơn Hàn Lập, nhưng suy yếu vô lực, rõ ràng chỉ là có cái mã, so với quang cầu màu vàng chống đỡ còn yếu hơn, cũng không đợi bị đánh bại, bắt đầu hướng ra phía ngoài muốn chạy trốn. Hàn Lập không chịu buông tha đối phương, mau chóng đuổi theo, nhưng đối phương thật sự giảo hoạt, mỗi khi bị bắt được lại đem bộ phận bị bắt lấy, tách ra. Bản thân lại tiếp tục chạy trối chết, cứ như vậy nó cũng không có thể chạy thoát được, bất quá thể tích của nó lúc này cũng chỉ còn 1/3 so với trước đây. Trải qua hai cuộc chiến đấu, chỗ này lại được Hàn Lập tiếp tục độc chiếm. Quang cầu mà hắn hóa thân lại tiếp tục đợi những người khác tới, nhưng đáng tiếc đợi mãi mà cũng không có ai tới nữa. Một lúc sau, nó cũng không thèm để ý, vẫn một thân một mình khoan khoái phiêu đãng, cũng đã qua thật lâu, tựa hồ sẽ vĩnh viễn là như vậy. Một cảm giác lạnh lẽo toàn thân từ nơi bí ẩn nhất trong lòng chậm rãi bừng lên, rất nhanh chạy khắp toàn thân của Hàn Lập, đem Hàn Lập từ trong cơn mê man mà tỉnh dậy. Hàn Lập vừa tỉnh lại đã cảm thấy đầu nặng vô cùng, mơ hồ rất đau. Toàn thân thể đều mềm nhũn, suy yếu vô lực, như là bệnh nặng mới khỏi, cố gắng mở hai mắt ra. Mí mắt cũng nặng vô cùng, không cách nào nhúc nhích. Trong mơ hồ, Hàn Lập nhớ lại tất cả sự tình phát sinh trước lúc hôn mê. Hắn giật thót, rùng mình một cái, ý nghĩ lập tức thanh tỉnh lại vài phần, vội vàng bắt đầu kiểm tra tình trạng của cơ thể. Ồ, hình như là mình không bị chiếm cứ thân thể, mặc dù không mở được hai mắt, nhưng toàn thân trên dưới không thoải mái khác thường. Xác thật nói cho hắn biết, cả thân thể lại lần nữa trở về với hắn. Chẳng lẽ Mạc Đại Phu đã thất bại? Hàn Lập bị đả kích bởi sự ngạc nhiên ngoài ý muốn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể giải thích được. Đè nén sự hưng phấn trong lòng, Hàn Lập cố gắng hồi phục lại khí lực của bản thân, cố gắng mở mí mắt lên để thấy rõ sự vật xung quanh. Mới vừa mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt đầy tóc bạc, khô gầy tiều tụy, cực kỳ già nua, đúng là khuôn mặt của Mạc Đại Phu hóa lão năm đó. Chỉ là nhìn qua tựa hồ so với trước kia còn muốn già hơn 10 tuổi, già đến mức không thể già hơn nữa. Lúc này hai mắt hắn trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hàn Lập. Hàn Lập lấy làm kinh hãi, cả cơ thể trên dưới lập tức căng thẳng, cảm giác suy yếu bay lên 9 tầng mây. Trong lòng hắn chỉ còn có một ý niệm duy nhất, chính là phải ra tay trước, tiên hạ thủ vi cường. Đã trải qua sự giáo huấn lần trước, Hàn Lập nói cái gì cũng sẽ không lại để bản thân dễ dàng bị người ta chế ngự. Nhưng sau đó Hàn Lập phát hiện sự khác thường, ánh mắt đối phương ngưng trệ, vẫn không nhúc nhích, cũng không có tiếng hô hấp, phản phất đã sớm chết từ lâu rồi. Hàn Lập hạ chân mày, nhưng trong lòng vẫn không dám không đề phòng, vẫn chưa giải trừ sự cảnh giác của bản thân. Toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt của đối phương, muốn từ trong đó tìm ra một ít sơ hở. Chừng nửa khắc cẩn thận quan sát, Hàn Lập không thể không thừa nhận đối phương xác thật không giống người sống. Sau khi do dự, hắn vẫn cẩn thận tới gần đối phương, vươn tay nắm lấy cổ tay của đối phương, mặt khác đưa ngón tay áp lên lỗ mũi của đối phương. Sau khi kiểm tra một hồi cũng không hề có động tĩnh, lúc này Hàn Lập mới hoàn toàn an tâm, trong lòng trở nên thoải mái vô cùng. Gánh nặng áp bức đè nặng sâu trong nội tâm cuối cùng đã được vứt bỏ. Cho tới bây giờ, Hàn Lập vẫn không dám tin đại địch trước mắt mình, lão già Mạc Đại Phu gian xảo, thủ đoạn độc ác, cứ như vậy mà vô thanh vô tức chết đi. Chết không minh bạch như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn đưa tay lên ót sờ sờ, đỉnh thần phù nọ đã biến mất vô ảnh vô tung, không biết bay đi đâu mất rồi. Phù cận cũng không thấy bóng dáng của nó, điều này làm cho Hàn Lập có chút kỳ quái. Sau này khi học tới phương pháp phù chú, hắn nghĩ lại chuyện này mới hiểu được, miếng giấy vàng nọ hẳn là đã hao hết pháp lực, biến thành tro bụi, cho nên hắn mới tìm mãi không ra.
Hàng Lập tinh thần thư thái, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn xung quanh thi thể của Mạc Đại Phu, muốn tìm một vài đầu mối đã làm cho đối phương một mạng ô hô. Ngọn đèn bốn phía vẫn đang sáng, chứng tỏ rằng hắn cũng chưa hôn mê quá lâu. Mà cách đó không xa, mấy viên thanh ngọc đã trở nên mờ đục đi, tựa hồ phẩm chất đã giảm xuống mấy tầng, trở nên không đáng xem. Tầm mắt vừa chuyển, trong góc của căn nhà đá một đốm sáng lập lòe, đang tận lực né tránh tầm mắt của Hàng Lập, đã lọt vào mắt hắn. Vật thể này Hàng Lập cũng không xa lạ, đúng là trong lúc ngủ mơ, hắn lúc cuối cùng đã chém giết qua, cũng là địch nhân bại trong tay hắn, là quan cầu bị hắn ăn mất 2/3. Nó lúc này đang liều mạng trốn trong góc tường, tựa hồ rất sợ Hàng Lập, cố gắng ẩn nấp. Hàng Lập lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó nắm bàn tay lại, cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát. Một lát sau, Hàng Lập đứng lên, hướng tới đốm sáng nọ mà đi đến. Khi đến cách nó nửa trượng, hắn mới ngừng lại, thong thả mở miệng nói: "Ta nghĩ chúng ta hẳn là phải biết một chút. Nói vậy ngươi chắc là Dư Tử Đồng rồi." Quan cầu màu xanh biếc có chút run rẩy, ánh sáng trên người lóe ra bất định. Nghe Hàng Lập gọi tên của nó ảm đạm đi trong chốc lát rồi lại lóe sáng lên. "Ngươi đoán được, các hạ thật đúng là đệ tử không chịu khuất phục của Mặt Cự Nhân cùng hắn chống đối." Đốm sáng phản phất có chút chấp nhận số mệnh, cũng mở miệng nói tiếng người, nghe giọng nói đúng là tên thanh niên kia. Nó không có nói xạo, trực tiếp thừa nhận suy đoán của Hàng Lập. "Vậy các hạ nên cho ta một chút giao phó, đem toàn bộ sự tình nói rõ ra cho ta nghe." Nghe được đối phương thật sự là một trong nguyên hung mưu hại mình, Hàng Lập vẫn không có bộ dáng tức giận, vẫn thông thả dò hỏi. Nhưng Dư Tử Đồng thấy bộ dáng không nóng không lạnh của đối phương, không hiểu tại sao cảm giác được trong lòng hàn khí nổi lên, có cảm giác đại họa trước mặt. Trước đó không lâu, trong thần thức đại chiến, hắn vừa mới lĩnh giáo sự lợi hại của sát tinh này, bị cắn nuốt một bộ phận nguyên thần, pháp lực tổn thất hơn phân nửa. Giờ phút này pháp lực còn sót lại chỉ có thể làm cho hắn thi triển mấy trò ảo thuật nho nhỏ, không có chút lực sát thương. Bây giờ đối mặt người ta lại không có chút tự bảo vệ, trong lòng tự nhiên có nỗi sợ hãi nói không ra. "Ngươi muốn biết cái gì?" Hắn biết đối phương vừa mới từ cõi chết trở về, tâm tình hẳn là rất không ổn định, có sự nguy hiểm rất lớn. Đừng thấy đối phương mặt ngoài tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nó không chừng đang giống như núi lửa bộc phát, nổi lên lửa giận bất cứ lúc nào. Hôm nay nếu đã bị phát hiện, cách tốt nhất chính là phối hợp, không nên trong lời nói khiêu chiến tính nhẫn nại của đối phương. Hắn cũng không muốn cứ như vậy trong lúc hồ đồ làm cho đối phương xúc động. "Trước tiên nói về người rốt cuộc là ai, quá trình ngươi biết Mặt Đại Phu cùng với kế hoạch của các ngươi, cứ rõ ràng nói cho ta nghe. Ta bây giờ có thời gian rất nhiều, có thể từ từ nghe ngươi nói chuyện." Hàng Lập giống như là đang mang mặt nạ, nói mà mặt không chút thay đổi, nhìn không ra chút nào tâm tình dao động. "Nói đến thì ta cũng là người bị hại." Dư Tử Đồng mở miệng muốn tìm ra sự đồng tình của Hàng Lập, đem mối quan hệ của hắn và Mặt Đại Phu cố gắng gạt bỏ qua một bên. Nhưng thấy Hàng Lập không có chút biểu hiện gì, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. "Ta vốn lúc đầu là một người tu tiên." Dư Tử Đồng thành thật đem lai lịch của bản thân, những chuyện đã trải qua chi tiết kể qua một lần. Đương nhiên trong khi kể lại, hắn cũng đem bản thân nói thành kẻ bị Mặt Đại Phu bắt buộc, cho nên mới bức phải đồng mưu, đem tất cả trách nhiệm bỏ hết lên Mặt Đại Phu đã chết đi. Hàng Lập tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn, nhưng kết hợp với những gì Mặt Đại Phu đã nói cũng đã có thể suy ra 7-8 phần chân tướng, cũng có thể hiểu được sự việc. Bỏ đi những gì mà đối phương có thể giả dối, Hàng Lập đối với chuyện đã trải qua cũng đại khái hiểu rõ. Những chuyện của Mặt Đại Phu trước đây nói với hắn là hắn đã bị ám toán, đi ra ngoài tìm phương pháp khôi phục công lực, hẳn là sự thật, cũng không có gì phải lừa gạt hắn. Nhưng theo lời kể lại trước đó thì tại một nơi thần bí đã tìm được một quyển kỳ thư, theo đó tìm được phương pháp khôi phục công lực là chuyện giả tạo, hoàn toàn đều do Dư Tử Đồng. Mặt Đại Phu mới khôi phục được công lực, nhưng cũng là bởi vì Dư Tử Đồng hắn mới bị trớ chú vào thân. Nguyên do Dư Tử Đồng vốn là thành viên của một gia tộc tu sĩ, tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ 7, có hỏa hầu nhất định, nhưng do sau này tư chất có hạn, Trường Xuân Công cũng không có tiến bộ, không cách nào chính thức đạt được trúc cơ. Người tu tiên mà không có trúc cơ, không thể xem như là thành viên của tu sĩ, cũng không thể chính thức giao thiệp với tu tiên giới. Cho nên Dư Tử Đồng, dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi nơi ẩn cư, chuẩn bị đến thế tục nâng cao lịch duyệt, xem thử có khả năng nâng cao tâm cảnh, đột phá bình cảnh trước mặt.
đương nhiên là có thể nói có thể tìm được một số dược liệu trân quý đem về luyện linh đan như vậy càng tốt hơn. Bất quá hắn cũng không biết, hy vọng này rất mong manh. Nhưng bất kể nói như thế nào cũng là chuyện vận khí, nó không chừng khiến cho hắn bộc phát một bước lên mây. Hoài bảo ý đồ mê người, Dư Tử Đồng mới 20 mấy tuổi đã rời khỏi giới tu sĩ tiến vào thế tục. Thế giới bên ngoài thật làm cho người ta hoa cả mắt, rất nhanh đã che mờ hai mắt của Dư Tử Đồng. Tâm cảnh của hắn vốn đã không mạnh mẽ, mới mấy năm đã hoàn toàn thoái hóa, làm thượng khách của các gia đình quyền quý, bắt đầu hưởng thụ vinh hoa xa xỉ của thế gian, tâm tu tiên đã dần dần phai nhạt đi. Đối với loại đệ tử nửa đường đứt gánh như Dư Tử Đồng, gia tộc bọn họ tự nhiên trăm năm sau sẽ gạch tên hắn khỏi sổ. Từ nay về sau hắn được coi như là người thế tục, không được lui tới gia tộc. Trừ phi hậu nhân của hắn lại xuất hiện người tu tiên có tư chất xuất chúng mới đồng ý cho hắn lần nữa nhận tổ quy tông. Cứ như vậy mà nói, con đường của Dư Tử Đồng đã là vô vọng, không cách nào tu tiên được. Nhưng sống thọ trăm tuổi, phú quý cả đời cũng là kỳ vọng được. Loại người tu tiên chưa đạt được trúc cơ cũng rất là bình thường, cũng không tính là đại sự gì. Nhưng không biết là ông trời có mắt hay là Dư Tử Đồng chuyển vận. Vài năm sau đó, hắn trong lúc vô ý trên đường đi dạo, thuận tiện theo thói quen đi một vòng dược điếm. Tại một cửa hiệu, hắn phát hiện ra một huyết linh thảo rất hiếm thấy. Linh thảo này cùng với hồng du hoa bình thường rất giống nhau, cho nên bị đặt ở cạnh nhau. Dư Tử Đồng vừa thấy tự nhiên mừng rỡ, của linh thảo này hắn có hy vọng đột phá bình cảnh, lòng tu tiên lại một lần nữa nổi lên. Lúc ấy hắn liền bỏ tiền mua vật ấy. Không ngờ lúc này lại có chuyện xảy ra, có một gã tu tiên tiến vào trong tiệm cũng phát hiện thuốc này, đương nhiên cũng không chịu bỏ qua, hai người liền nảy sinh tranh chấp. Chủ nhân dược điếm thấy vậy lập tức nhân cơ hội bảo hai người ai xuất ra nhiều ngân lượng hơn, thảo dược này sẽ thuộc về người đó. Kết quả là trên người Dư Tử Đồng tiền tài nhiều hơn một chút, tự nhiên mua được linh dược này. Bất quá hắn cũng không ngu ngốc, biết đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ, ngay trong đêm trốn đi, hướng về gia tộc mà chạy trốn. Nhưng mới đi được nửa đường đã bị người nọ đuổi theo, kết quả tự nhiên là một hồi đại chiến. Pháp lực của đối phương cao hơn hắn một bậc, Dư Tử Đồng bị học máu mà bại. Nhưng lại không nỡ mất đi linh dược, hắn cắn răng phát động bảo mệnh phù của gia tộc, dùng bí pháp đồng quy vu tận dọa lui đối phương, lúc này mới chạy thoát được. Nhưng lúc này hắn đã bị thương không nhẹ, lại ở dưới tình cảnh đó hắn đụng phải Mặc đại phu cũng đang đi tìm thuốc. Cũng là do Dư Tử Đồng xui xẻo, hắn tuy nói là đã hành tẩu mấy năm tại thế gian, nhưng kinh nghiệm đối với người trong giang hồ một chút cũng không có. Sau khi nhìn ra tình huống của thân thể Mặc đại phu lại đi nói ra, trong lúc vô ý tiết lộ mình có mang thuốc để trị bên người, do đó hắn đã rước lấy đại họa sát thân. Phải biết rằng Mặc đại phu giờ phút này đang nóng lòng tìm thuốc, đang tìm thuốc lại nghe được đối phương có thuốc để chữa trị cho mình, lập tức dùng tất cả thủ đoạn khẩn khoản cầu khẩn. Nhưng thuốc mà Dư Tử Đồng nói tuy không phải là kỳ trân như huyết linh thảo, nhưng cũng cần mười mấy loại thảo dược trân quý, dùng phương thức của người tu tiên hao phí nguyên khí lớn mới luyện chế thành, mà trên người hắn cũng không nhiều lắm. Dưới tình huống ngày nay hắn đang trọng thương, hắn càng quý trọng vô song, làm sao có thể đem tặng cho một con người như là một con kiến hôi như vậy được. Mặc đại phu thấy bản thân ba lần bốn lượt không có thể xin được thuốc, trong lòng thẹn quá thành giận, liền nổi lên sát tâm, lén lén đi theo đến chỗ không người, liền ở sau lưng Dư Tử Đồng mà hạ độc dược. Theo lý thuyết, một độc dược tầm thường vốn không có tác dụng đối với Dư Tử Đồng, nhưng cái loại độc dược mà Mặc đại phu sử dụng là dùng dược vật đặc chế, ngay cả hắn cũng không hiểu hết uy lực của nó, dĩ nhiên trong lúc vô tình làm cho Mặc đại phu đắc thủ. Dư Tử Đồng vốn đã trọng thương, hơn nữa độc tính công tâm trở nên bị nghẹt thở, lúc này Mặc đại phu mới xuất hiện nghênh ngang lục soát trên người hắn. Dư Tử Đồng thấy vậy cũng không hoàn toàn hiểu rõ tiền nhân hậu quả, trong lúc lửa giận công tâm không suy tính đã xuất ra huyết tiến âm hồn chú, đem máu huyết toàn thân hóa thành một huyết chú phun tới trên đầu Mặc đại phu, sau đó nguyên thần rời khỏi thân thể lặng lẽ phiêu xuất ở bên ngoài cơ thể. Nguyên thần sau khi xuất khiếu, Dư Tử Đồng mới phát hiện ra bản thân chưa có chuẩn bị trước, không có chuẩn bị pháp khí để dung thân, dưới tình thế bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là chui vào trong cơ thể của Mặc đại phu, tạm thời cho nguyên thần tránh khỏi sự nguy hiểm tiêu vong. Mà Mặc đại phu bị máu tươi bắn lên đầu, lúc đầu có kinh hãi nhưng sau đó phát hiện không có gì khác thường, cũng không để ý tới trong lòng. Hắn ỷ vào sự thông hiểu đan dược, lấy từ thi thể của đối phương ra các loại dược hoàng hân hoan mà uống vào, quả nhiên thuốc vào bệnh trừ, công lực của Mặc đại phu khôi phục. Mặc đại phu mừng như điên, mang theo những đồ vật lục soát được trên người của đối phương,
cùng với một quyển Trường Xuân Công khẩu quyết mà hắn xem không hiểu, dự định quay lại Lam Châu đi báo thù rửa hận, trọng chấn Hùng Phong. Mạc Đại Phu không cao hứng được mấy ngày, uy lực của âm hồn chú đã bộc ra, hắn cơ hồ mỗi ngày già yếu đi với một tốc độ kinh khủng bằng một năm, nhanh chóng biến thành một lão già. Hắn rất sợ hãi, nghĩ biện pháp khống chế hiện tượng quỷ dị phát sinh trên người nhưng không chút hiệu quả. Nếu cứ như vậy, không bao lâu mạng hắn sẽ tự nhiên ô hô, như một ông lão vậy, suy kiệt mà chết. Nhưng may mắn chính là lúc này nguyên thần của Dư Tử Đồng càng tồi tệ hơn. Nguyên ban đầu khi Dư Tử Đồng tiến vào trong cơ thể của Mạc Đại Phu, một lúc sau xảy ra hiện tượng bị nguyên thần của đối phương đồng hóa. Đồng hóa là một loại hành động đoạt xá, là do nguyên thần ở thời gian dài trong cơ thể của người khác bị nguyên thần của chủ nhân cơ thể trong vô thức tạo ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng hiện tượng nguy hiểm chính là cuối cùng chỉ có một ý thức có thể tồn tại. Dư Tử Đồng thấy vậy, dưới tình thế bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nổi lên chủ ý chủ động đoạt xá. Hắn sở dĩ không tình nguyện như thế không phải là bởi vì hắn lương thiện, mà là sợ hãi tam đại quy tắc đoạt xá của tu tiên giới trong truyền thuyết. Thứ nhất là người tu tiên không thể tiến hành đoạt xá đối với con người, nếu không thân thể đoạt xá sẽ không chịu nổi hành động đoạt xá mà hỏng mất. Thứ hai, chỉ có người pháp lực cao tiến hành đoạt xá với người có pháp lực thấp mới có thể thành công, mới có thể không bị đối phương phản ngược lại, sự chênh lệch pháp lực càng lớn càng an toàn. Thứ ba, trong cuộc đời một người tu tiên, bất luận pháp lực cao hay thấp đều chỉ có thể tiến hành đoạt xá một lần, nếu cố tiến hành lần thứ hai, nguyên thần sẽ vô duyên vô cớ mà tiêu vong. Ba quy tắc này trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cũng chưa từng bị phá vỡ, không biết đã hạn chế bao nhiêu người cố gắng chờ đoạt xá để gây sóng gió hoặc cố gắng dùng thuật này để trốn tránh tai kiếp. Trời cao đối với loại hành vi nghịch thiên này đã có quy định không để cho người tu tiên dùng thuật này làm cho thiên hạ trở nên đại loạn, dùng biện pháp cứng rắn này để hạn chế. Bởi vậy, nếu Mạc Đại Phu là người tu tiên, Dư Tử Đồng ngược lại không có gì sợ hãi, thoải mái mà cùng đối phương tranh đoạt thân thể này. Nhưng Mạc Đại Phu chỉ là người phàm, không có chút pháp lực trong người, căn bản không cách nào chịu nổi hành vi đoạt xá, chỉ sợ hắn chỉ mới tiến hành được nửa chừng, thân thể đã bị tranh đoạt sẽ hoàn toàn bị hỏng mất. Hơn nữa, cứ xem như là ẩn thân trong cơ thể người khác, vậy sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị đồng hóa, sẽ lại lần nữa gặp khốn cảnh đáng xấu hổ này, càng ngày càng tệ hơn. Bởi vì pháp lực của hắn sẽ theo nguyên thần mỗi lần xuất nhập mà trở nên giảm bớt đi nhiều, rất nhanh sẽ tổn thất hầu như không còn gì nữa, không cách nào ra vào nữa, sẽ phải sống trong cơ thể của người khác, cuối cùng cũng bị đồng hóa. Phải biết rằng sau khi biến thành nguyên thần, hắn không có thân thể để bổ sung pháp lực. Pháp lực mang theo dùng một lần là hụt đi một lần, cũng sắp theo thời gian mà dần dần tiêu giảm, hắn cũng không biết còn có thể chống đỡ bao lâu nữa. Cho nên Dư Tử Đồng trừ phi có thể tìm được một người có pháp lực thấp kém, có thể chịu nổi hành vi đoạt xá của người tu tiên, nếu không hắn tuyệt sẽ không đưa nguyên thần ra ngoài cơ thể đi mạo hiểm thử một lần. Dưới tình hình thân thể của đối phương sắp bị huyết chú phá hỏng mất, làm cho nguyên thần của bản thân không còn chỗ ẩn thân, và nguyên thần của bản thân cũng gặp nguy hiểm bị đồng hóa. Dưới hai áp lực quá lớn này, Dư Tử Đồng với tư tưởng tham sống không thể làm gì khác hơn là tạm thời vứt bỏ cừu oán giữa hai người, bất đắc dĩ liên hệ với Mạc Đại Phu, đem tình hình cùng sự lợi hại trong đó nói rõ cho đối phương biết. Mạc Đại Phu sau khi nghe xong, mới đầu có chút phẫn nộ nhưng rất nhanh ý thức được cơ duyên trong đó. Hắn suy nghĩ và ước định ba điều với Dư Tử Đồng, đạt thành hiệp nghị hiển lộ bản sắc kiêu hùng. Đầu tiên, Mạc Đại Phu muốn Dư Tử Đồng dạy cho mình phương pháp khống chế được ý thức của bản thân, tận lực tránh bị nguyên thần của đối phương đồng hóa, mà Dư Tử Đồng cũng dạy cho đối phương một ít bí thuật, làm cho đối phương có thể làm chậm tốc độ già yếu, nhưng pháp lực cũng chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Tiếp theo, Mạc Đại Phu phải tìm kiếm một người có linh căn, là đồng tử có khả năng tu luyện Trường Xuân Công, dạy cho hắn tu luyện, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Mạc Đại Phu tạm thời thu lại pháp lực, tiến hành đoạt xá, tái sinh trở lại. Đối với việc này, Mạc Đại Phu cũng có nghi vấn, muốn đích thân tu luyện môn này, kết quả tự nhiên không chỗ nào thành, còn bị Dư Tử Đồng cười nhạo một phen, thế mới biết người không có linh căn đúng là không cách nào tu luyện được pháp lực, mà hắn chính là người tu tiên không có linh căn. Điểm cuối cùng, sau khi Mạc Đại Phu đoạt xá thành công, đã có thời gian lâu dài sau này, sẽ giúp đối phương tìm một thân thể thích hợp cùng hiệp trợ đoạt xá. Đối với điều khoản như thế, thoạt nhìn đối với Mạc Đại Phu tương đối có lợi, nhưng cũng là việc không thể hiểu rõ ràng được. Dư Tử Đồng nguy cơ bị đồng hóa đã ngay trước mắt, hắn ở địa vị bất lợi, đương nhiên chỉ có thể chịu thiệt,
bất quá có chịu thiệt hay không cũng chỉ có hắn mới biết được. Trong quá trình thương lượng, Dư Tử Đồng từng muốn Mạc Đại Phu đưa hắn về nơi ẩn cư của gia tộc để xin trợ giúp, nhưng Mạc Đại Phu kinh nghiệm lão luyện làm sao chịu như vậy được, cự tuyệt ngay không hề thương lượng. Điều này làm cho cuộc sống của Dư Tử Đồng sau này phải hận mà cắn răng chịu đựng. Chuyện đã xảy ra sau đó cũng không có gì để nói. Mạc Đại Phu mấy năm trước không thể tìm được người thích hợp, nản chí tiến vào Thất Huyền Môn, sau đó vô tình thu nhận Hàn Lập, truyền thụ Trường Xuân Công, sau đó lại không thua kém gì Mạc Đại Phu, thậm chí Hàn Lập tự bản thân còn có nhiều kinh nghiệm hơn. Sau khi Hàn Lập nghe xong những lời này, thở dài một hơi, phần lớn nghi vấn trong lòng đều đã được giải khai. Bất quá hắn thấy Dư Tử Đồng ngừng lại, không tiếp tục kể chuyện, sắc mặt liền trầm xuống lạnh lùng nói: "Ngươi hình như còn chưa nói cho ta biết nguyên nhân làm cho Mạc Đại Phu chết." "Cái này cũng không có gì để giải thích, bất quá là do Mạc Đại Phu đoán sai tiến độ Trường Xuân Công của các hạ, pháp lực không bằng ngươi, làm cho đoạt xá không được lại bị ngươi cắn lại." Thanh âm Dư Tử Đồng sau khi do dự cũng mở miệng nói thật ra sự tình. "Nói như vậy, quang cầu màu xanh vàng lần đầu tiên trong cơ thể ta chính là nguyên thần của Mạc Đại Phu, quang cầu thứ hai màu xanh biếc chính là ngươi." Hàn Lập hời hợt nói: Cái này, ta lúc ấy tưởng rằng các hạ là Mạc Đại Phu đồng quy vu tận, vì không muốn lãng phí thân thể này, ta muốn mượn một chút." Hắn có chút xấu hổ. "Hừ, sợ là ngươi không tưởng rằng như thế, mà là ngươi cố ý sắp đặt. Dư Tử Đồng, ngươi lúc đầu truyền cho Mạc Đại Phu đoạt xá đại pháp, sợ là sẽ không có hảo tâm gì, cố ý không nhắc tới thành công cùng thất bại có liên quan đến pháp lực cao thâm đến đâu. Vốn ngươi đã có xếp đặt từ trước, Mạc Đại Phu dùng phệ hồn đại pháp, tự tàn cũng tầng thứ tư Trường Xuân Công của ta. Pháp lực lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm, một khi đoạt xá là lúc hai người tự giết lẫn nhau, đồng quy vu tận, sau đó ngươi làm ngư ông đắc lợi, chiếm tiện nghi, nhân cơ hội chiếm thân thể của ta, đoạt xá thành công, ta đoán không sai chứ? Dư đại tu tiên giả của ta." Hàn Lập một hơi tỉnh táo nói ra phán đoán của bản thân. Dư Tử Đồng sau khi nghe xong, một hồi lâu cũng không nói gì, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, có chút uể oải không có phản bác. "Nguyên trước ta khen ngươi, chỉ là thuận miệng nói một chút, nhưng bây giờ ta là thật tâm khen ngợi ngươi. Ngươi thật sự rất thông minh, trò mà thắng cả thầy, còn vượt cả tên mặt cự nhân hồ ly kia. Ngươi đoán rất đúng, cái này tất cả thật là do ta sắp đặt, nhưng không nghĩ tới tư chất tu tiên của ngươi lại tốt như thế. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã luyện đến tầng thứ 6 Trường Xuân Công, chỉ thấp hơn một tầng so với ta. Chẳng những dễ dàng thôn phệ nguyên thần của Mạc Đại Phu, ngay cả nguyên thần nguyên khí đại thương của người tu tiên ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngược lại tổn thất đi không ít nguyên khí." Bất quá hắn đang chợt nói chuyện, khẩu khí đột nhiên trở nên ngạo nghễ hẳn lên. "Mạc cự nhân bất quá chỉ là một kẻ phàm tục, có muốn cùng với ngang hàng với người tu tiên chúng ta, xưng huynh gọi đệ, hắn xứng sao? Càng không thể dễ dàng tha thứ, hắn đã dùng thủ đoạn ti tiện hủy đi pháp thân của ta, còn muốn đặt chân vào tiên đạo, thật sự là nằm mơ giữa ban ngày." Dư Tử Đồng vừa nói vừa nghiến răng, xem ra trong lòng đối với Mạc Đại Phu thống hận đã lâu, bây giờ mới lộ ra không hề cố kỵ. "Bất quá ngươi lại không giống, các hạ trời sinh linh căn tư chất hơn người, tại thế tục thật sự là quá đáng tiếc. Nếu chịu giúp ta tìm được thân thể thích hợp, hỗ trợ đoạt xá, ta nguyện làm người dẫn đường cho ngươi, giúp ngươi gặp trưởng lão của gia tộc ta, thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào?" Dư Tử Đồng đối với lời nói của mình rất tự tin, hắn không tin là có người thoát khỏi dẫn dụ trước đắc đạo thành tiên, vĩnh sinh bất tử. Nhớ lúc trước Mạc Đại Phu hận hắn đến tận xương tủy, nhưng dưới những thoại ngữ đồng dạng như vậy liền ngoan ngoãn mà hợp tác với hắn, tin rằng chỉ cần lại đưa ra một ít điểm tốt, tin rằng đối phương sẽ ngoan ngoãn mà hợp tác với mình. Nhưng Dư Tử Đồng đã thất vọng, nghe lời dụ hoặc của hắn xong, biểu hiện của Hàn Lập không lộ ra một chút hưng phấn nào cả, mà khuôn mặt hết sức bình tĩnh, tựa hồ những lời nói của đối phương không lọt vào tai hắn, chỉ giống như là gió thổi qua mà thôi. "Việc hợp tác, ta sẽ suy nghĩ sau, nhưng hiện tại ta còn một nghi vấn, hy vọng ngươi có thể giảng giải rõ ràng." Hàn Lập dùng ánh mắt tỉnh táo nhìn quan cầu nhẹ nhàng nói: "Trả lời hết mấy vấn đề của ngươi, ngươi sẽ hợp tác chứ?" "Cái này còn phải xem vào câu trả lời của ngươi có làm ta hài lòng hay không." "Hảo, ngươi hỏi đi." Dư Tử Đồng rất nhanh đồng ý, xem ra hắn đối với câu thành ngữ "nhân tại ốc diêm hạ, bất đắc bất đê đầu" rất là thấu triệt. Hàn Lập không có hỏi ngay mà hắn ngẩng đầu lên nhìn mái nhà một lúc, xem ra hắn đang suy nghĩ xem những vấn đề gì cần phải hỏi. Dư Tử Đồng bị bộ dạng trịnh trọng của đối phương dọa cho sợ hãi, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi, không biết Hàn Lập có hỏi những vấn đề làm hắn đau đầu hay không. "Ta muốn biết,
ta cắn nuốt xong nguyên thần của Mạc đại phu và một bộ phận nguyên thần của ngươi xong, sẽ có hậu quả gì xấu không? Tại sao ý nghĩ của ta có chút khác lạ, biết nhiều đồ vật hơn nhưng không thể nào xác định rõ, không biết có chuyện gì xảy ra hay không? Hàn Lập rốt cuộc mang những vấn đề hắn sau khi tỉnh dậy lo lắng ra hỏi. Dư Tử Đồng nghe xong, nguyên lai đối phương lo lắng vấn đề nhỏ này, lập tức trong lòng nhẹ xuống, thanh âm nói chuyện cũng thoải mái hơn. À, nguyên lai là chuyện này, lão đệ, ngươi lo lắng quá rồi, hoàn toàn không cần phải để tâm chuyện này. Phải biết rằng những thứ được nhồi nhét vào đầu ngươi cần phải trong một vài năm mới tự động tản mát, ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Nói như vậy, ta thôn phệ cái đó hoàn toàn là vô dụng sao? Một điểm lưu lại cũng không có à? Ta có chút không tin. Hàn Lập dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, lộ ra bộ dáng không tín nhiệm. Nói một điểm không giữ lại cũng là nói quá thôi, nhưng có thể lưu lại đích xác không nhiều lắm. Dư Tử Đồng vội vàng lên tiếng giải thích, hắn sợ đối phương có cái gì đó hiểu lầm. Trong đó bao hàm ký ức, kinh nghiệm, tình tiết một số thứ, đến một điểm cũng không đạt được. Nếu như hấp thụ nó, nhẹ thì biến thành ngu ngốc nhân cách phân liệt, nặng thì tinh thần bạo trướng, não tự bị phá hư mà dẫn đến tử vong. Cần biết rằng nguyên thần là thứ quý giá nhất, sao có thể cùng những thứ khác tùy tiện dung hợp được. Thôn phệ nguyên thần người khác tạm thời không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn biến nó thành của mình, đó chính là vọng tưởng. Nếu không, tùy tiện đoạt xá có thể thu được kinh nghiệm, trí nhớ, công pháp của đối phương, vậy không phải là thiên hạ đại loạn sao? Sẽ còn ai chăm chỉ mà tu luyện công đột phá cảnh giới, tu luyện tâm pháp nữa? Tùy tiện đoạt xá há chẳng phải sẽ có sao? Nguyên thần bị thôn phệ có thể lợi dụng duy nhất ở một điểm mà thôi, đó chính là bản nguyên chi lực. Nó giúp nguyên thần của mình trở nên tráng kiện hơn, bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi. Bởi vì nguyên thần bị thôn phệ rất nhanh sẽ biến mất, hầu như không còn, không cách nào lợi dụng tiếp được nữa. Hàn Lập vừa nghe Dư Tử Đồng giải thích, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy dễ hơn. Hắn nghe ra đối phương không có lời nói láo, Dư Tử Đồng lúc này sợ rằng đang muốn cùng hắn hợp tác giống như đã hợp tác với Mạc đại phu, tự nhiên sẽ không dối gạt hắn. Dư Tử Đồng giải thích xong, nhìn Hàn Lập gật gật đầu, trông có vẻ đã tin lời của hắn nói, trong lòng không khỏi vui mừng, quang cầu do nguyên thần hóa thành cũng sáng lên vài phần, hắn khẩn trương hỏi. Hàn lão đệ, xem ra đối với lời giải thích của ta rất hài lòng. Vậy tiếp theo chúng ta có nên thương lượng việc hợp tác không? Đương nhiên rồi, có thể cùng một vị tu tiên hợp tác, việc tốt đẹp đó còn có gì có thể sánh bằng. Hàn Lập đột nhiên nhoẻn cười, lộ ra hàm răng trắng, tỏ vẻ thành ý vô cùng. Thật sao? Dư Tử Đồng phấn khích, không nghĩ tới mình chưa khuyên bảo đối phương đã dễ dàng đồng ý, nên hắn vội vàng mở miệng muốn xác nhận lại một chút. Đương nhiên, Hàn Lập trả lời rất nhanh, sau đó hắn mỉm cười, lấy từ trong tay áo ra một đồ vật, dùng giọng nói thân thiết nói với Dư Tử Đồng. Chúng ta đã hợp tác với nhau rồi, vậy trước khi thương thảo một cách cụ thể, các hạ không cự tuyệt ta, phối hợp làm một cái thí nghiệm nho nhỏ chứ? Thí nghiệm? Dư Tử Đồng sửng sốt, hắn nhìn ống đồng trong tay đối phương cảm thấy rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu rồi, trong lòng liền có chút dự cảm không tốt. Không sai, thí độc thí nghiệm. Lời nói của Hàn Lập còn chưa dứt, ngón tay cái nắm ống đồng bỗng giật một cái, tiếp theo một dòng chất lỏng đen quánh đặc bắn ra, mang theo mùi hủ sú nồng nặc, hướng thẳng tới mục tiêu đối diện. A! Từ quang cầu phát ra tiếng kêu thảm thiết của Dư Tử Đồng, nguyên thần của hắn bị chất lỏng màu đen tưới vào, trên bề mặt quang cầu ánh lục quang bỗng nhiên ảm đạm đi, xem ra hắn bị thụ thương không nhẹ. Ngươi dĩ nhiên cũng dám lén hạ độc ta! Dư Tử Đồng kêu lên, khàn cả giọng. Từ hồ đến giờ hắn vẫn chưa chấp nhận nổi những việc đã phát sinh. Hàn Lập không để ý tới sự giận dữ của đối phương, hắn đưa tay lên thắt lưng, ba một tiếng, từ trên thắt lưng hắn rút ra một thanh bảo kiếm sáng loáng. Thanh kiếm này chỉ rộng chừng một ngón tay, chiều dài tầm thước rưỡi, lưỡi kiếm mềm dẻo vô cùng, đúng là một thanh kiếm hiếm có, ngọc đái đoạn kiếm. Thanh kiếm này là do Hàn Lập sử dụng trọng kim nhờ thợ rèn tạo cho một thanh đoạn kiếm, cũng là thanh kiếm đắt nhất, bất quá hắn không có am hiểu cách sử dụng loại vũ khí này, cho nên đến tận giờ hắn vẫn chưa dùng đến. Hàn Lập lấy ra thanh kiếm vốn được giấu trên người, trông có vẻ như đây là cơ hội sử dụng thanh kiếm, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, khuôn mặt tươi cười lúc trước của hắn bây giờ đến một phần cũng không còn thấy. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn nguyên thần vẫn còn đang run rẩy, không nói một lời, cả người phi tới, chém thẳng xuống quang cầu. Lúc này hắn sử dụng nhuyễn kiếm cứ như là đang sử dụng một thanh xài đao vậy.